là sáng mùng 1 Tết, ngay ngày mùng 1 Tết năm 2018. Và đoàn của mình đi ăn Tết Tây ở Bến Tre. Và bây giờ là đang nghỉ ăn sáng lúc 7 giờ sáng tại khu miền sọt Mê Công ở miền Tây. Và đây là Bambi vừa đi qua cái cây cầu dừa các bạn nào. Bambi vừa. Rồi con có đi cây cầu dừa tiếp tới đây. Cái khu resort anh ta Mê Công. Hôm nay tụi mình có 4 gia đình. Gia đình mình, gia đình bạn Long Auburn chuyên về dịch vụ xe du lịch, và hôm nay bạn đi chung đoàn luôn. Gia đình bạn Phú, Thiên Phú xây dựng, và gia đình bạn Kim chuyên về đồ baby trẻ em, chủ của chuyên về bỏ sĩ, và gia đình thứ năm nữa chứ là gia đình bạn Trâm Hoa Tươi Gôn chuyên bán hoa tươi. Và cái đây là cái khu resort bên tay Mekong, và bây giờ các bạn thấy rằng là cái khu resort này nó rất là tuyệt vời, và bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem. Trước khi review thì các bạn sẽ nghe Long Auburn phát biểu một chút xíu. Đây là bạn Long Auburn. Đây là trạm dừng chân này, trạm dừng chân Mekong. Chào bạn, mình là Long Auburn và hôm nay rất là vui tham gia đoàn đi Bến Tre cùng với thầy Duy. Thì chúng tôi đang ở trạm dừng chân Mekong. Vừa ăn sáng xong rất là ngon. Bạn nào đi khu vực miền Tây mà đi ngang đây thì chúng ta có thể ghé đây. Cảnh quan xung quanh rất là đẹp để mấy bé nhỏ có thể đi chơi cùng dòng. Và trong thời gian đó chúng ta thưởng thức bữa ăn sáng. Thì năm 2018 đã đến rồi. Và một ngày mới rất là tuyệt vời. Trời thời tiết rất là tốt. Và lâu mình gửi đến bạn lời chúc sức khỏe và một năm mới 2018 thật là may mắn và toàn thắng. Thôi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Long Auburn rất là nhiều. Bây giờ là các bạn thấy chúng ta đi tham quan sơ cái khu Rinta River. Các bạn thấy Bambi nè, con gái mình là đang tập đi con chào. Đang tập đi cây cầu dừa nè các bạn thấy không? Đó, Bambi đang tập đi cầu dừa. Trẻ nhỏ mà. Rất thích cái cây cầu này. Hồi giờ bé nghe nói thôi, xem trong ảnh nhưng mà không có biết, bây giờ trực tiếp mình đi. Nên bé đang rất là thích các bạn đâu. Đang rất là thích đi qua đi lại. Và ở đây là bông sen rất là nhiều, cá rất nhưng mà quay trong này có thể là các bạn sẽ không thấy. Đi về miền Tây thì các bạn có thể là đi tham quan cái khu này. Đi vào đây ăn sáng vừa qua khỏi cao tốc một hồi là các bạn vào đây ăn sáng nó rất là thoải mái. Dĩ nhiên ở trên đường nó có rất là nhiều cái quán ăn, nhưng mà và cái khu người ta khu Mê Công, trạm dừng chân Mê Công thì các bạn sẽ ăn sáng nó thoải mái hơn, nó lịch sự hơn. Và ở đây là có cái bưởi này, đây là cái món mà ở miền Tây rất là tuyệt vời, này còn là bưởi da xanh, giá là 89.000 đồng một ký. Về miền Tây thì những sản phẩm này rất là nhiều. Cái này là có rượu nè, rượu nếp mới. Cái này là sản phẩm rượu nếp mới của lò đúc Hà Nội. Cái sản phẩm này từ Hà Nội người ta mang vào. Còn các bạn thấy đây là rượu dừa Bến Tre, đặt cái tên rất là hay, Bến Tre quê tôi. Và ở đây là các bạn thấy, ở đây nó gần Bến Tre rồi, ở đây là địa phận của Tiền Giang, gần Bến Tre rồi. Các bạn thấy sản phẩm kẹo dừa rất là nhiều, bánh ghế, bánh sữa, cái này là bánh in, rất là nhiều sản phẩm. Cái này là cái gì đây, muối mé Tây Nguyên, đây là cái sản phẩm muối mé Tây Nguyên. Và các bạn thấy là mắm mắm đặc sản Gò Công, rất là nhiều loại mắm, mắm tôm, mắm cá linh, rất là nhiều. Và cái này là cái khung cảnh xung quanh. Ở dưới này không biết là các mình quay camera nhưng không có thấy, nhưng mà mình thấy con cá nó rất là bự. Này, là cái đuôi con cá nó bự qua ngoài đó. Các bạn qua đây thấy, mình mới thấy cá quá bự. Có dịp đi về miền Tây thì các bạn
ghế cái khu đường ta mặt cong để các bạn đi, bạn thấy 30 nhà mình này đang đi qua cầu là rất là thích đi qua đi lại. Còn phía bên kia là gia đình bạn Thiên Phú Việt Nam, gia đình bạn Kim đang đứng và anh Thiên Côn đang đứng xa xa ở phía kia. Và đây là ngày 1 của năm 2018, giờ này là khoảng 7 giờ sáng để nhân dịp năm mới chúc các bạn có dịp xem đoạn video này để những bạn đã quen mình trước đây, năm mới luôn năng lượng, luôn có mục tiêu và phải luôn thay đổi để làm cuộc đời mình nó tốt hơn. Không thay đổi được nhiều, không thay đổi gì lớn lao thì cái gì chúng ta cũng có một cái thay đổi nhỏ mỗi ngày một chút thôi, cuộc sống chúng ta nó sẽ tốt hơn, kể cả việc kinh doanh, việc trong gia đình và việc ở ngoài đời, chúng ta cần phải có mục tiêu. Các bạn có lên mục tiêu, đặt một mục tiêu dù nhỏ cũng được, nó vẫn tốt hơn là chúng ta không làm cái gì hết, chúng ta không thay đổi gì hết. Và nếu mà các bạn chưa đánh giá lại của một năm 2017 thì tin rằng là ngày mùng 1 Tết này các bạn cũng có để là đánh giá lại một năm 2017 chúng ta đã làm được những cái gì và lên kế hoạch năm 2018 chúng ta cần phải tốt hơn, chúng ta cần phải có những người bạn giỏi hơn. Chúng ta là mục tiêu tốt hơn mỗi ngày, chúng ta có thể phát triển sản phẩm mới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi.